Về cái mũi của em á, thì một số người lạ lần đầu tiên gặp em thì họ sẽ không biết là em nâng mũi. Họ sẽ hỏi em một câu quen thuộc nghe hoài luôn là: ủa, có nâng mũi hả? Có nâng mũi thiệt hả? Thì em mới nói là ừ, nâng mũi thiệt. Thì họ mới bắt đầu, họ mới nhìn, họ mới biết là cái dáng mũi này nâng rồi. Thì mọi người rất thích cái dáng mũi tự nhiên của em, người em cũng rất thích. Mọi người, mình là Khả Lý đây. Đây là mình sau 4 năm quay lại bác sĩ Trần Phương tái khám. Em chọn gói là nâng mũi dịch vụ là sụn sườn và có dẫn thêm người thân của mình tới đây để làm dịch vụ sửa mũi. Khoảng 4 năm trước đó, khi mà cái mũi cũ của em thì cái dáng mũi em rất là thấp và nó tẹt. Ngày xưa em biết bác Phương thì cũng cơ duyên thôi. Em cũng không ai giới thiệu hết. Và một ngày nào đó em vô tình đi ngang viện cái xong rồi em có về em tìm hiểu bác trên mạng xã hội nè. Thì em coi những cái video bác làm mũi cho khách trước thì em cảm thấy nên cho bác tư vấn thử. Thì khi mà bác tư vấn xong đó là em chốt deal ngày hôm đó luôn. Em cảm thấy kiểu như có duyên với bác nên em đã chọn dịch vụ bên đây luôn. Về cái mũi của em á, thì một số người lạ lần đầu tiên gặp em thì họ sẽ không biết là em nâng mũi. Họ sẽ hỏi em một câu quen thuộc nghe hoài luôn là: ủa, có nâng mũi hả? Có nâng mũi thiệt hả? Thì em mới nói là ừ, nâng mũi thiệt. Thì họ mới bắt đầu, họ mới nhìn, rồi họ mới biết là cái dáng mũi này nâng rồi. Thì mọi người rất thích cái dáng mũi tự nhiên của em. Người em cũng rất thích, tại em không thích cái độ cao quá. Em mới thích cái độ vừa phải, tự nhiên, và nói chung là phải hợp với khuôn mặt của mình. Thì em đã ưng cái điểm đó. Thì trong 4 năm qua thì với cái mũi này thì em rất là tự tin trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là giao lưu với mọi người trong một trạng thái lúc đó mà cũng vui vẻ, không có còn tự ti như ngày trước nữa. Hiện tại là em đã giới thiệu tới 4 người tới trung tâm để chọn cái dịch vụ nâng mũi. Và ngày hôm nay em tới tái khám thì em có dẫn thêm hai dì của em đã tới chọn dịch vụ của bác Phương. Những người đã từng làm trước á, những người bạn của em á, thì hiện tại cũng rất là xinh, có thể là xinh hơn em luôn. Và một năm về đây thì em cũng có dẫn thêm một người bạn nữa. Thì bạn cũng có một cái khuyết điểm như là mũi bạn thấp, bè bạn rất là tự ti về cái mũi. Hiện tại thì bạn đã tự tin hơn và bạn nhắn tin là trời nay tao đẹp quá, chọn đi qua đây nâng mũi là không sai. Thì mọi người cũng cảm ơn vì đã em đã giới thiệu cho mọi người một cái chỗ nâng mũi. Không phải là trùng hợp mà mọi người bảo em là dẫn qua đây, thì mọi người đã nhìn qua cái dáng mũi của em rồi thì mọi người mới hỏi cái nơi mà em nâng mũi, thì em mới giới thiệu là bác sĩ Phương. Thực sự thì tới đây em cũng không có mong muốn là mình sẽ được chia lợi nhuận hay gì hết. Chỉ mong muốn là nếu mà mọi người tới mình cái nơi em từng làm, mọi người thích hơn, mọi người cũng đẹp hơn thì em cũng vui. Hy vọng là qua cái sự chia sẻ của em thì mọi người hãy tự tin hơn về bản thân mình. Và nếu có tự ti thì hãy lựa chọn nâng mũi để cho mình đẹp hơn mỗi ngày. Xin chào mọi người. Yeah.